Hello, ngoài đường biết xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 5 trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Buổi tập này cũng là lần đầu tiên kể từ ngày hội quân. Đội tuyển không có hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Chỉ có bộ phận truyền thông của VFF thực hiện ghi hình buổi tập theo thời gian quy định của ban huấn luyện và cung cấp cho báo chí. Chính vì vậy mà anh em xem clip của mình xong thì không cần phải xem clip của ai nữa vì giống hệt nhau. Đây là giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng của đội tuyển nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Do vậy có thể thấy rằng mọi yếu tố liên quan đến đội tuyển đều được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo toàn đội có sự tập trung cao nhất, đồng thời công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, giúp bảo vệ đội tuyển trước dịch bệnh cũng như góp sức vào công tác phòng chống dịch của cả nước. Theo những thông tin mà mình tìm hiểu thì đội tuyển Thái Lan hiện là họ đang có 40 cầu thủ, thì trong đó 18 cầu thủ đã dính Covid-19. Đặc biệt rằng là toàn bộ 40 cầu thủ này thì đều đã chích vaccine trước đó, nhưng mà có tới 18 người đã nhiễm thì không hiểu ra tình hình nó đang như thế nào nữa. Trở lại với buổi tập của đội tuyển Việt Nam thì chiều nay Trọng Hoàng cũng đã quay trở lại với guồng quay chung của đội tuyển. Trong khi đó Văn Xuân, Văn Hậu và Xuân Trường vẫn phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Yu-yeon. Văn Xuân và Văn Hậu là hai cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương trước khi lên đội tuyển. Còn Xuân Trường vừa mới tái phát chấn thương cũ nơi cổ chân sau tình huống va chạm với đồng đội tại buổi chiều 11 tháng 5. Bắt nhóm khác, bắt nhóm này.